Hiện nay, nông dân miền Tây đang tận dụng tối đa thời gian để tích nước ngọt trước khi bước vào cao điểm của hạn mặn. Theo đó, vùng giữa độ mặn 4 phần ngàn có thể xâm nhập sâu 45-60 km. Riêng vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang, mặn bất thường, hạn hán thiếu nước có thể xảy ra. Sau đó, nước mặn gia tăng chủ yếu khu vực sông Vạm Cỏ, mặn có thể xâm nhập từ 65-75 km. Ông Nguyễn Văn Tình, 75 tuổi, ngụ xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, gia đình ông đã sớm tranh thủ trữ nước cho sinh hoạt sản xuất. Tại Cà Mau, những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến cho mực nước kênh mương trong vùng ngọt hóa tỉnh Cà Mau bốc hơi nhanh. Mấy ngày qua, ông Dư Văn Dẫn ở xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời liên tục canh bơm nước từ con sông trước nhà vào hai ao cá bổi đang nuôi ở phía sau nhà. Ở các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, các nhà vườn đều chủ động gia cố hệ thống bờ bao, tích nước ngọt dự trữ vào mương vườn để tưới cho cây trồng khi xâm nhập mặn tăng lên. Ngày 10 tháng 3, ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ cấp phát gạo cho người dân tại xã Tây Giang sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải thông tin phản ánh. Cụ thể, vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang tổ chức cấp bù gạo thiếu đói, đỏ lửa ngày Tết 3 năm 2020-2021-2022 cho 2.993 người nghèo, gia đình chính sách. Tuy nhiên, số gạo hỗ trợ chỉ 4,18 lạng trên một người, khiến người dân bức xúc. Qua tìm hiểu, bất cập bắt nguồn từ sự tắc trách vi phạm của một số cán bộ lãnh đạo địa phương, trong đó có bà Châu Thị Phương Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang, khi liên tục đong đếm cấp thiếu gạo dẫn đến tồn kho lượng gạo lớn cứu đói trong nhiều năm. Sáng 11 tháng 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, khoảng ngày 12 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ chiều 12 tháng 3, vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ đêm 12 đến 13 tháng 3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Ngày 13 tháng 3, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 17 đến 19 độ C. Theo các chuyên gia khí tượng, miền Bắc chỉ thực sự lạnh từ ngày 13 tháng 3. Ban đầu, không khí lạnh tràn về sẽ có mưa rào cục bộ trong thời gian ngắn. Sau đó sẽ nắng hanh trở lại, không khí lạnh khô. Bắt đầu từ hôm nay 11 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường 50 đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Giao thông Vận tải, yêu cầu đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải rà soát các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương để nắm được nơi nào cần đăng kiểm viên, từ đó tăng cường lực lượng hỗ trợ. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc đăng kiểm của người dân được thuận lợi, nhanh chóng trên tinh thần giải quyết ngay vấn đề xã hội đang vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi không để người dân phải mang chăn chiếu thay phiên nhau xếp hàng 3 đến 4 ngày tại các trung tâm đăng kiểm. Theo thống kê từ các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát Giao thông, tính đến chiều 10 tháng 3, tại Hà Nội có 8 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, dự kiến trong thứ Bảy và Chủ nhật sẽ đưa thêm 3 trung tâm nữa vào hoạt động. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 6 trung tâm đang hoạt động. Quy trình đăng kiểm các phương tiện dân sự có 5 công đoạn chính. Cán bộ Cảnh sát Giao thông sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc thực hiện quy trình nhanh chóng, đầy đủ nhất. Ngày 10 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang California trong bối cảnh nơi đây đang liên tiếp hứng chịu những cơn bão mùa đông mạnh. Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã chỉ thị cung cấp hỗ trợ liên bang cho chính quyền bang California và các địa phương nhằm đẩy mạnh nỗ lực ứng phó những điều kiện thời tiết khẩn cấp do cơn bão mùa đông gây lũ lụt và lở đất. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS cảnh báo phần lớn bang California và cả bang Nevada ở phía Tây có thể ghi nhận lượng mưa xối xả gây ngập lụt, trong khi khu vực trung tâm và phía bắc bang California có thể đối mặt với tuyết rơi dày. Cái chết đen Black Death từng tàn phá lục địa Âu và Bắc Phi vào thế kỷ 14 có ảnh hưởng sâu sắc đến sự cân bằng gen của chúng ta đến ngày nay. Đây là kết quả một nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí American Journal of Human Genetics.
Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Bristol, Anh, mặc dù các biến thể di truyền đã giúp tổ tiên của người châu Âu sống sót sau bệnh dịch, tiếp tục cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại các bệnh về đường hô hấp tương tự ngày nay, nhưng chúng cũng khiến họ dễ bị các tình trạng tự miễn dịch gây hại. Kết quả đã phát hiện ra rằng các chất đen đã định hình sự tiến hóa của các gen miễn dịch như ERAP2. Điều đó cũng định hình các con người phản ứng với bệnh tật ngày nay. Những người có hai bản sao giống hệt nhau của một biến thể tốt từ gen ERAP2 lại có khả năng sống sót cao hơn khoảng 40-50% so với những người không có hai biến thể của gen này. Nhóm nghiên cứu còn phát hiện thêm rằng việc nhân đôi các bản sao ERAP2 giống hệt nhau sẽ giúp nhiều người châu Âu giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như COVID-19, nhưng cũng phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh tự miễn dịch cao hơn như bệnh Crohn và bệnh tiểu đường type 1. Các công tố viên ở Tây Ban Nha hôm thứ Sáu xác nhận Barcelona cùng hai cựu chủ tịch Sancho Rosell và Josep Maria Bartomeu, bên cạnh nhiều thành viên cấp cao khác, phải đối mặt với cáo buộc hối lộ. Cựu phó chủ tịch ủy ban trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira, họ bị buộc tội tham nhũng trong thể thao, tham nhũng trong kinh doanh, quản lý sai và giả mạo tài liệu thương mại. Cho đến thời điểm hiện tại thì Negreira, người đã rời vai trò phó chủ tịch ủy ban trọng tài của Tây Ban Nha vào năm 2018, là tâm điểm của cuộc điều tra về các khoản thanh toán trị giá 1,4 triệu euro nhận được từ Barca từ năm 2016 đến năm 2018. Tuy nhiên, các công tố viên sau khi xem xét các khoản thanh toán được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2018 đã quyết định truy tố Russell Bartomeu cùng hai giám đốc điều hành cũ của câu lạc bộ là Oscar Vro và Albert Soler. Dù công ty của Negreira được cho đã nhận hơn 7 triệu euro từ Barca từ năm 2001 đến năm 2018. Tuy nhiên, các khoản thanh toán được thực hiện trước năm 2014 không xuất hiện trong bản cáo trạng. Theo luật Tây Ban Nha, cá nhân bị truy tố có thể chịu án phạt lên tới 4 năm tù đối với cá nhân hoặc cấm tham gia hoạt động kinh doanh, trong khi câu lạc bộ Barca có thể bị phạt tiền hoặc cấm hoạt động.